Mến chào quý anh chị và các bạn đến với video mới nhất của kênh. Kính chúc quý anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, may mắn và thành công trong cuộc sống. Sau đây, hãy cùng kênh tìm hiểu tử vi tuổi Kỷ Mùi, sinh năm 1979, nữ mạng, vào năm 2021 về sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe, sao hạn chiếu mệnh, có phạm thái tuế, tam tai, kim lâu, hoàng ốc hay không? Và trước khi bước vào nội dung chính, quý anh chị và các bạn đừng quên đăng ký miễn phí kênh và ấn vào tín hiệu chuông để luôn là người đầu tiên nhận được thông báo khi có video mới nhất. Tổng quan về tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979, nữ mạng. Nữ mạng sinh năm 1979, tuổi Kỷ Mùi, tức là tuổi con dê, thường gọi là thảo giả chi dương, tức là dê đồng cỏ. Mệnh hỏa thiên thượng hỏa, nghĩa là lửa trên trời. Mệnh thiên thượng hỏa gặp năm 2021 mệnh bích thượng thổ, hỏa sinh thổ không tốt. Địa chi, mùi gặp sửu, lục xung không tốt. Thiên can, kỷ gặp tân bình thường. Sao chiếu mệnh, sao thái dương. Vận hạn, hạn địa võng. Vận niên, dương hồi ngàn. Thái tế năm 2021 của tuổi Kỷ Mùi. Phạm thái tuế, xung thái tuế. Tam tai năm 2021, không phạm tam tai. Tuổi kim lâu năm 2021, không phạm tuổi kim lâu. Hoàng ốc năm 2021, không phạm hoàng ốc. Sao chiếu mệnh năm 2021 của tuổi Kỷ Mùi, nữ mạng, sinh năm 1979. Sao thái dương thuộc hệ thống cửu diệu và đó là một cát tinh chủ về phú quý. Sao thái dương là một cát tinh thuộc hành hỏa, là một phúc tinh thường chiếu mệnh cho bên nam giới. Sao thái dương chính là mặt trời thuộc hành hỏa, là đệ nhất cát tinh trong hệ thống cửu diệu niên hạn. Khi gặp sao này, nhờ phượng khí cát lợi khiến cho cây khô cũng phải đâm chồi nảy lộc. Những tác động khi sao thái dương chiếu mệnh: làm ăn được phát đạt, gặp may mắn trong việc buôn bán. Nhiều doanh nhân có thể tạo dựng nên thương hiệu nổi tiếng, nâng cao hình ảnh của doanh nghiệp. Trong năm mà gặp sao thái dương chiếu mệnh, thường có cơ hội thăng quan tiến chức, danh vọng, uy tín, tên tuổi hiển hách, lẫy lừng. Giai đoạn thuận lợi nhất là vào tháng 6 và tháng 10 âm lịch, là hai tháng đại cát. Còn đối với thế hệ trẻ gặp năm hạn này, học hành thông minh, sáng suốt, thường có thành tích học tập tốt, thi cử đỗ đạt cao. Vì bản chất là ánh sáng nên cần làm phải quang minh, đường đường, chính chính mới gặp các lợi. Nếu như làm ăn mờ ám thì tình hình ngược lại, giống như sao Thái Bạch là hung thần, hao tốn, tiền của. Nhiều quan điểm cho rằng sao Thái Dương chỉ hợp với nam giới, không hợp với nữ giới. Tuy nhiên, với bản chất là vượng tinh thì nam giới đắc lợi hơn, nữ giới cũng gặp may mắn, tuy nhiên không bằng nam giới. Vận hạn năm 2021 của tuổi Kỷ Mùi, sinh năm 1979, nữ mạng. Gặp hạn địa võng, nhiều nỗi buồn than, kiên kỵ đi với ai đó lúc tối trời. Không nên cho người ngủ nhờ, ngủ trọ, tránh mua đồ quất cấm, đồ lậu, đặc biệt lời ăn tiếng nói rầy rà, đa đoan. Viết về sao hạn địa võng, có câu thơ như sau: địa võng nhiều nỗi buồn than, lời ăn tiếng nói xanh đon rầy rà. Ý nghĩa của câu thơ này về hạn địa võng thường gặp rắc rối, thị phi, tranh cãi, bị hiểu lầm, mang tiếng xấu. Vì những điều trên nên cuộc sống của đương số cảm thấy lo âu, phiền muộn, buồn rầu. Khi gặp hạn địa võng, các bạn cần kiên kỵ điều dữ, làm theo điều lành, như là về kinh tế, làm ăn minh bạch, không hám đồ rẻ, đồ lạ, đồ quất cấm hay đồ không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Đặc biệt, khi mua phải có hóa đơn chứng từ đàng hoàng, sẽ tránh được lao lý, tiền mất tật mang. Còn về đời sống, mọi người trong gia đình nên nhường nhịn nhau,
mọi người đều bớt lời khi có công chuyện xảy ra nên cùng nhau bàn bạc giải quyết. Đặc biệt là bỏ qua mâu thuẫn, mọi người đồng lòng. Như vậy mới có thể thu xếp ổn thỏa mọi việc, khó khăn sẽ lần lượt qua đi. Đồng thời mọi người trong nhà sẽ yêu thương, thông cảm cho nhau hơn, sẽ giúp gia đình càng đầm ấm, hạnh phúc và khăng khít hơn. Không nên đi với ai đó lúc tối trời, tránh bị hiểu lầm, nghi ngờ về mối quan hệ thiếu minh bạch, nhất là quan hệ nam nữ, tình ngay lý gian. Thậm chí người đó rất có thể là tội phạm mà có thể sẽ liên lụy tới bản thân. Một điều nữa đó là không được cho người khác ngủ nhờ, hoặc nếu đây là công việc bắt buộc thì phải đề phòng cẩn thận, tránh trường hợp gặp phải kẻ gian khiến cho tiền bạc bay mất mà mọi người trong nhà lại nghi kỵ lẫn nhau. Có câu một mất mười ngờ, lúc đó sự êm ấm của đại gia đình dễ bị ảnh hưởng, hoặc có thể dẫn tới anh chị em bất hòa với nhau, tình cảm không còn khăng khít nữa. Vận niên năm 2021 của tuổi Kỷ Mùi, sanh năm 1979, nữ mạng. Dương hồi ngàn là dê được về núi rừng thỏa chí tan bồng, hoa quả nhiều khắp nơi, cây cỏ cũng tươi tốt mượt mà, tha hồ thưởng thức. Trong năm nay, đường công danh của bản mệnh có nhiều triển vọng, kinh doanh buôn bán cũng gặp dịp phát tài. Trong năm này, bản mệnh gặp được nhiều bạn tốt, nhiều cơ hội may mắn đang chờ đợi bạn ở phía trước. Hơn nữa, trong năm này, bản mệnh còn đón nhận thêm tin vui trong gia đình như thêm người, thêm của. Trong năm 2021, bản mệnh cũng nên biết kiềm chế, khiêm nhường, thì đường công danh, sự nghiệp mới được bền lâu. Ngoài ra, bạn cũng cần phải chú ý khi tham gia giao thông, quản lý tiền bạc và tài sản cẩn thận. Tuổi Kỷ Mùi, sanh năm 1979, nữ mạng, trong năm 2021 có phạm hạn thái tuế không? Trong năm Tân Sửu 2021 có 5 con giáp, tuổi Sửu, Mùi, Thìn, Ngọ, Tuất sẽ phạm thái tuế cụ thể như sau. Tuổi Sửu năm 2021, năm bản mệnh, 5 tuổi. Tuổi Sửu phạm trị thái tuế hay trực thái tuế, vận trình gặp nhiều trở ngại, sức khỏe bị ảnh hưởng. Tuổi Ngọ năm 2021, tuổi Ngọ phạm hại thái tuế, bản mệnh dễ bị người khác hãm hại, bị bạn bè bán đứng, chuyện hợp tác làm ăn đổ bể, tổn hao tiền của, ngộ độc thức ăn, bản thân và bạn bè người thân thiết gặp bệnh tật tai họa, dễ bị hiểu lầm dẫn tới tổn thất to lớn, bị kiện cáo. Tuổi Mùi vào năm 2021, tuổi Mùi phạm xung thái tuế, bản mệnh trong năm, làm việc gì cũng bị ngăn cản, dễ bị cạnh tranh, vận trình nhiều biến động. Tuổi Thìn năm 2021, tuổi Thìn phạm phá thái tuế, bản mệnh dễ gặp phải những chuyện bị phá hoại bất ngờ, có thể bị phá cho mất đi quyền lực, tiền tài hay sức khỏe, tình duyên, bạn bè, tình thân, các mối quan hệ xã hội. Tuổi Tuất năm 2021, tuổi Tuất phạm hình thái tuế, bản mệnh cẩn thận, kẻo vướng họa kiện tụng, tiểu nhân hãm hại, bị phạt tiền, mất việc, bản thân và người nhà, sức khỏe có vấn đề. Vậy trong năm 2021 thì tuổi Kỷ Mùi, sanh năm 1979, nữ mạng, phạm hạn thái tuế, xung thái tuế. Tuổi Kỷ Mùi, sanh năm 1979, nữ mạng, trong năm 2021 có phạm hạn tam tai không? Hạn tam tai chính là hạn của 3 năm liên tiếp đến với mỗi tuổi. Tam có nghĩa là 3, số 3, thứ 3, còn tai nghĩa là tai họa, họa hại. Và trong một đời người cứ như vậy, sau 12 năm thì lại gặp hạn tam tai một lần, tức là cứ 12 năm thì có 3 năm liên tiếp gặp hạn tam tai.
bản mệnh tuổi Thân Tý Thìn gặp hạn tam tai vào năm Dần Mão Thìn. Bản mệnh tuổi Dần Ngọ Tuất gặp hạn tam tai vào năm Thân Dậu Tuất. Bản mệnh tuổi Tỵ Dậu Sửu gặp hạn tam tai vào năm Hợi Tý Sửu. Bản mệnh tuổi Hợi Mão Mùi gặp hạn tam tai vào năm Tỵ Ngọ Mùi. Bản mệnh tuổi Kỷ Mùi theo quan niệm nhân gian cần tránh các năm tam tai Kỷ Tỵ, Canh Ngọ, Tân Mùi, Tân Tỵ, Nhâm Ngọ, Quý Mùi, Quý Tỵ, Giáp Ngọ, Ất Mùi, Ất Tỵ, Bính Ngọ, Đinh Mùi, Đinh Tỵ, Mậu Ngọ và Kỷ Mùi. Như vậy, trong năm 2021 thì tuổi Kỷ Mùi, nữ mạng sanh năm 1979, không phạm hạn tam tai. Tuổi Kỷ Mùi sanh năm 1979, nữ mạng, trong năm Tân Sửu có phạm tuổi Kim Lâu không? Tuổi Kim Lâu là một khái niệm trong khoa học cổ phương Đông để chỉ vận hạn nên tránh khi cưới hỏi và làm nhà. Kim Lâu có bốn dạng, đó là Kim Lâu Thân là Kim Lâu hại cho chính bản thân mình. Thường hạn này là hạn Kim Lâu Nam, phạm tuổi người nam khi xem làm nhà phải năm Kim Lâu. Kim Lâu Thuê, đây là Kim Lâu có thể mang lại đại hạn cho người vợ. Kim Lâu Tử, đây là hạn Kim Lâu có thể mang lại đại hạn cho con cái trong nhà. Kim Lâu Lục Xúc, đây là hạn Kim Lâu có thể hại cho gia súc và nếu ai làm ăn, chủ về chăn nuôi thì hạn Kim Lâu này có thể mang lại chuyện tán gia bại sản, khó nuôi và gia súc. Theo kinh nghiệm dân gian và cổ thư để lại thì 1, 3, 6, 8 thị Kim Lâu, tức lấy tuổi âm chia cho 9, số dư thuộc vào một trong bốn số trên thì phạm Kim Lâu cụ thể. Dư 1 phạm Kim Lâu Thân, dư 3 phạm Kim Lâu Thê, dư 6 phạm Kim Lâu Tử và dư 8 phạm Kim Lâu Lục Xúc. Ngoại trừ 8 không phạm hạn Kim Lâu vào là Tân Sửu, Tân Mùi, Kỷ Sửu, Kỷ Mùi, Canh Dần, Nhâm Dần, Canh Thân và Nhâm Thân. Như vậy, năm 2021, tuổi Kỷ Mùi, sinh năm 1979, nữ mạng, là 43 tuổi, không phạm tuổi Kim Lâu. Tuổi Kỷ Mùi, sinh năm 1979, nữ mạng, trong năm 2021 có phạm hạn Hoàng Ốc không? Hoang có nghĩa là bỏ hoang, trống vắng, ốc có nghĩa là nhà, thế nên hạn này có nghĩa là ngôi nhà hoang, một vận hạn mà chúng ta cần tránh, kiên kỵ khi xây nhà. Nếu làm nhà vào năm hạn đúng cung xấu sẽ khiến cho công việc tiến hành hay gặp trắc trở khó khăn, cuộc sống sau này nghèo túng, khó làm ăn, sức khỏe, quan hệ gia đình ngày càng có nhiều vấn đề theo hướng tiêu cực. Hạn Hoang Ốc được chia thành 6 cung tất cả, trong đó có 3 cung tốt, 3 cung xấu và cụ thể như sau. Nhất Cát hay là Kiết cũng vậy, tốt, làm nhà tuổi này sẽ có chốn an cư tốt, mọi việc hanh thông thuận lợi, Nhất Kiết an cư, thông vạn sự. Nhị Nghi tốt, làm nhà tuổi này sẽ có lợi, nhà cửa hưng vượng, giàu có, Nhị Nghi tấn, thất địa sinh tài. Tam Địa Sát, xấu, tuổi này làm nhà là phạm, gia chủ, sẽ mắc bệnh tật. Tam Sát Nhân, do dài đắc mệnh. Tứ Tấn Tài, tốt, làm nhà tuổi này thì phúc lộc sẽ tới. Tứ Tấn Tài, chi phước lộc lai. Ngũ Thọ Tử, xấu, tuổi này làm nhà là phạm, trong nhà chia rẽ, lâm vào cảnh sinh ly tử biệt. Ngũ Tử Ly Thân, phòng tử biệt. Lục Hoang Ốc, xấu, tuổi này làm nhà cũng bị phạm, khó mà thành đạt được. Lục ốc tạo gia bất khả thành. Theo quan niệm dân gian, nếu vào các năm phạm lục hoang ốc, tam địa sát và ngũ thọ tử sẽ dễ gặp chủ về chết chóc, bệnh tật, tán gia bại sản nếu mua hoặc xây nhà trong năm đó.
và đúc kết theo cách tính của nhân gian. Đời người 75 tuổi sẽ có 29 năm phạm hạng hoàng ốc, thọ tử và địa sát. Cách tính hạng tuổi hoàng ốc đơn giản như sau. Lấy chữ số hàng chục cộng với chữ số hàng đơn vị chia cho 6 và lấy số dư. Trường hợp số dư 1 là nhất cát, số dư 2 là nhị nghi, số dư 3 là tam địa sát, dư 4 là tứ tấn tài, dư 5 là ngũ thọ tử và dư 6 là lục hoàng ốc. Như vậy năm 2021 thì tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 nữ mạng, 43 tuổi, không phạm hạng tuổi hoàng ốc. Cảm ơn tất cả các bạn và quý anh chị đã lắng nghe và theo dõi phần luận tử vi tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1971 vào năm Tân Sửu nữ mạng. Nếu thấy video hữu ích, quý anh chị và các bạn đừng tiếc like, comment và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Đồng thời đừng quên đăng ký miễn phí kênh và ấn vào tín hiệu chuông để luôn là người đầu tiên nhận được thông báo khi có video mới nhất. Kính chúc quý anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video.